Đấy, hôm nay ngày 14 tháng 7 anh em nhé. Đấy là gặp mấy ông nghiện rìu sáo mẹ. Vừa mới gió lên phát cả ngày không có tí nào. Sảnh ra phát là câu mới thả ngay. Đấy. Đây là chỗ này 6 điều Bác Hồ dạy ở thị trấn Nhã Nam. Từ từ. Nghiện rìu là có thật anh em ạ. Mẹ buổi tối phát là quất lên ngay. Đây, lên này. Cho tháo nhiều rơi ra. Điểm thả diều chỗ 6 điều Bác Hồ dạy anh em nhá. Con này hơn 3 mét. Lên ngay mà. Ôi. Vẫn vướng. Đấy, ngon phết nhỉ. Gặp đúng thời tiết đẹp. Ôi, thả ngắn thôi nhỉ. Đấy gọi là người ta gọi là nghiện rìu anh em ạ. Đam mê nó phải thế. Yeah. 9 giờ tối. Ờ đấy, 9 giờ bố rồi đâu đấy. 9 giờ 58 à 8 giờ 58. Nghe tiếng sáo mà lão hết cả lòng kìa. Xem chưa? Đây. Mẹ hội mẹ hội nghiện rượu thả phát là phải qua Canada quay ngay. Thế người ta gọi là nghiện rượu. Chuông à? Chuông mới. Được, bộ này được. Quá đỉnh luôn. Cho bác nhiều tóc trắng này. Ra thôi. Ra gì? Vai. Co lèo và đứng im luôn. Cái trung tâm thả diều quá đỉnh luôn anh em nhìn này, gió lồng lộng luôn. Ôi rồi quê luôn. Quay YouTube.